Đây là màn hình chính của chiếc sát 505SH nhé. Ba cái phím trên này, hình ngôi nhà 123, nó chỉ là phím danh bạ để mình 123, có nghĩa là mình sẽ khi mà mình lưu ai vào số 1 thì mình bấm số 1 là sẽ ra họ, lưu vào số 2 thì số 2 sẽ ra họ, số 3 thì số 3 cũng sẽ ra họ. Thì ba hàng, cái hàng đầu tiên bốn phím này mình không quan tâm nữa nhé. Cái phím này thì mình cũng không quan tâm. Phím còn cái phím này, khi mà mình vào cái phím này có nghĩa là vào cái trình duyệt nhanh đấy. Đây là phím thoát này. Phím đỏ là phím thoát hẳn hoặc là tắt cuộc gọi. Phím xanh này là phím gọi đi này. Đây là phím OK là vào menu chính này. Phím này là xuống. Phím này là lên. Phím này sang bên phải để mà nhắn tin ấy. Lúc nhắn tin thì mình có thể bấm phím này thì sang bên phải. Phím này là sang bên trái. Phím này thì đóng vai trò là nút xóa. Ví dụ khi mình nhắn tin hoặc mình viết một cái gì đó thì mình bấm xóa. Còn 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, đấy đến đây, sao không thăng này, thì là một đóng vai trò là bàn phím thông thường thôi. Mình bấm số mình gọi vào dò tài khoản. Cái phím này thì mình cũng không cần thiết này. Phím này thì mình cũng không cần thiết này. Phần phone ở đây có nghĩa là mình vào cái phần address book có nghĩa là danh bạ, co history có nghĩa là lịch sử cuộc gọi, profile có nghĩa là dạng như kiểu là cấu hình cái danh bạ này thôi, không có gì cả. Đây là có thể đóng vai trò nút trở ra luôn này. Play answering, đây chỉ là trả lời tự động thôi. Cô voicemail mình không quan tâm này. Speed dial là quay số nhanh này. Thì mình có thể đây, mình đăng ký từ 0 đến 9. Khi mà mình đăng ký thì mình khi ra màn hình chính ấy, thì mình chỉ cần bấm số 0, giữ số 0, số 1 hoặc số 2, số 3 thì là người ta sẽ là nó sẽ ra cái người mà mình lưu trước đó. Trở ra này. Sao này là âm thanh. Volume ở đây có nghĩa là âm lượng. Đấy. Talking có nghĩa là khi mà mình gọi điện đi đấy, hoặc là gọi điện đến, mình nói chuyện. Thì nó đang ở mức 6. Alarm này là báo thức này. Music video AR này có nghĩa là âm đa phương tiện. Ringtone and vibration. Phone coming đây này. Phone coming có nghĩa là cuộc gọi đến, nhạc cài nhạc chuông cuộc gọi đến này, cài nhạc chuông cho tin nhắn này, cài nhạc chuông thông báo này. General, cái này thì chỉ là đây là âm thanh khóa màn hình này, âm thanh sạc này, âm bàn phím này. Haptic feedback có nghĩa là phản hồi rung, khi mình bấm thì nó sẽ rung lại này. Backlight là độ sáng này. Cô setting ở đây là cái là cô gọi. Cái này thì mình cũng không cần thiết phải dùng lắm. Dưới này là mail. Mail ở bên Nhật thì gọi là để nhắn tin thôi. Nhưng mà trên cái này thì mình chủ yếu là để nhận tin nhắn thôi. Khi nhắn tin cũng hơi khó. Internet là để trình, để vào mạng này, xem phim này. Photo, TV có nghĩa là chụp hình này. Useful này có nghĩa là tiện ích. Tiện ích này thì chắc là mình chỉ dùng. Số 3 là máy tính này. Số 5 là lịch này. Số 6 là báo thức này. Số 7 là lốt bét thế thôi. Còn lại ít dùng nữa. Security service, cái này là trợ giúp của nhà mạng, cũng mình không cần thiết. Setting thì khi mà chị bấm mode setting này có nghĩa là đây là driver silent off, để âm thanh hoặc là tắt hoặc là gì đó. Hai là wearable and display có nghĩa là hiển thị hình, cài hình lên trong này. Brightness là độ sáng. Font size là kích thước phông chữ này. Sub display đấy không liên quan. Sao là âm thanh. Phần này, phần dòng số 7 là để reset máy. Lock condition service, dịch vụ định vị cũng không cần thiết này. Security là bảo mật này. Trong này thì mình, nếu mà chị muốn cài khóa màn hình thì chị vào trong này. Azure setting này cũng là cái cài đặt nâng cao thôi. Đấy.